Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại tỉnh biên giới Belgorod nhằm đối phó với các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Ước tính sẽ thiếu hụt hàng chục nghìn lao động trong ngành bán dẫn trong 5 tới 7 năm tới. Cuộc khủng hoảng nhân lực ngành bán dẫn xuất hiện tại chính những quốc gia mà ngành này đang phát triển mạnh. Sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ thiên tai, người dân Na Uy đang được học những kỹ năng để ứng phó. Nước Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại tỉnh Belgorod. Đây là địa phương thứ hai của nước này áp dụng biện pháp này nhằm đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine. Tình trạng khẩn cấp liên bang là tình trạng cao nhất trong hệ thống của Nga nhằm phản ứng thiết lập ở cấp liên bang. Theo Bộ trưởng của tình trạng khẩn cấp Kugrerov thì tình hình ở Belgorod vẫn phức tạp và căng thẳng. Trước đó, giới chức của tỉnh này đã triển khai hỗ trợ toàn diện cho các cộng đồng cư dân bị ảnh hưởng. Nhưng tình trạng hiện nay đã vượt quá khả năng xử lý của chính quyền địa phương. Do vậy, cần yêu cầu các cơ quan liên bang tới đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các cuộc tấn công. Chính phủ Nhật Bản ngày hôm qua đã kết thúc cảnh báo đặc biệt về nguy cơ siêu động đất, tuy nhiên không loại trừ hoàn toàn rủi ro trong tương lai. Thông báo trên được đưa ra sau khi cơ quan khí tượng của nước này xác nhận là không có hoạt động địa chấn mới nào quanh dãy Nankai. Nhật Bản đã dỡ bỏ cảnh báo sau một tuần, kêu gọi người dân tăng cường cảnh giác với nguy cơ xảy ra siêu động đất có thể gây sóng thần và mức độ tàn phá lớn. Cảnh báo được cơ quan khí tượng của Nhật Bản đưa ra sau trận động đất mạnh 7,1 độ làm rung chuyển vùng Tây Nam của Nhật Bản vào chiều 8 tháng 8, khiến 14 người bị thương. Quốc hội Venezuela ngày hôm qua đã thông qua luật giám sát các tổ chức phi chính phủ ở nước này. Dự luật được Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela cầm quyền thúc đẩy từ đầu năm ngoái để kiểm soát việc một số tổ chức phi chính phủ hoạt động vì mục đích chính trị và nhận tài trợ chính phủ từ nước ngoài. Luật mới bắt buộc các tổ chức phi chính phủ sẽ phải đăng ký hoạt động với cơ quan có thẩm quyền và phải minh bạch nguồn kinh phí hoạt động, đặc biệt là trong trường hợp nguồn tài trợ này được nhận hoặc là được hưởng một phần hoặc toàn bộ từ nước ngoài. New Zealand sẽ cải tổ lực lượng quốc phòng và điều chỉnh lại chính sách đối ngoại để phù hợp với các đồng minh truyền thống. Đây là tuyên bố được Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đưa ra hôm nay trong bài phát biểu quan trọng đầu tiên về chính sách đối ngoại kể từ khi ông nhậm chức vào năm ngoái. Theo ông Luxon, nền tảng cho việc thiết lập lại chính sách đối ngoại của New Zealand là sự hợp tác với các đối tác lâu năm và New Zealand sẽ tìm cách tăng cường mối quan hệ với các đối tác truyền thống, trong đó có Mỹ, Anh, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và các nước láng giềng khu vực Thái Bình Dương. Trong đợt đánh giá quốc phòng sắp tới, nước này sẽ tập trung vào việc thay thế và nâng cấp năng lực quân sự của đất nước. New Zealand đang cân nhắc tham gia vào các nỗ lực của AUKUS gồm Australia, Anh và Mỹ nhằm phát triển công nghệ quân sự tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, thiết bị không người lái dưới biển và tên lửa siêu thanh. Thưa quý vị, căng thẳng vẫn tiếp tục leo thang tại khu vực Trung Đông những ngày vừa qua. Nguy cơ có thể xảy ra một cuộc xung đột toàn diện giữa Iran và Israel và những diễn biến này thì đang ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Israel. Israel đang đối mặt với mối đe dọa từ các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận, từ lực lượng Hezbollah tại Liban, lực lượng Hamas ở Gaza, Houthi ở Yemen và đặc biệt là từ Iran. Mới đây nhất, Israel đã quyết định mở rộng lệnh sơ tán ở phía nam dải Gaza. Hàng chục nghìn người dân phải di tản trong tiếng nổ từ pháo kích xe tăng xung quanh. Đây là lần thứ ba tôi phải di dời trong thời gian ngắn và lần thứ sáu kể từ khi cuộc xung đột hiện tại bắt đầu. Giống như nhiều người khác, chúng tôi vừa trở về nhà được 5 ngày thì đột nhiên lại bị yêu cầu phải rời đi. Hiện có khoảng 700 người Việt Nam đang lao động, học tập, sinh sống trên khắp vùng miền tại Israel. Dù không nằm trong vùng chiến sự, nhưng bà con vẫn chịu nhiều ảnh hưởng trước những căng thẳng leo thang. Thành phố Haifa cách Liban khoảng 560 cây số. Thì hiện tại bây giờ, từ cái hôm mà Iran ra thông báo, thì chính phủ của Israel thì vẫn ở trong cái cảnh giác cao độ. Còn thực tế thì vẫn chưa có gì. Ở Israel vẫn yên ổn, vẫn chưa có cái thông báo gì mới. Mà những cái thông báo mà chỉ là từ cái ngày 7 tháng 10 thì mọi người cảnh giác và sẵn sàng theo dõi những tin tức hàng ngày. Và các hầm trú ẩn thì sẵn sàng mở. Rồi nhà nào cũng phải chuẩn bị đầy đủ nước với là lương thực khô với là những dụng cụ thì chắc chắn là phải có đâu. Thì đâu biết khi nào họ tấn công đâu. Nước với là lương thực khô đủ dùng ít nhất trong 3 ngày. Rồi trong trường hợp cúp điện nữa phải có đèn pin, để có radio, rồi có dự phòng. Sứ quán thì luôn luôn họp và để đánh giá tình hình một cách nó sâu sát nhất. Và trên cơ sở đó có những khuyến cáo đối với bà con về việc đi lại tại chỗ như thế nào, thì
tuân thủ theo các hướng dẫn của sở tại ra sao để làm sao đó đảm bảo tốt nhất là an toàn về người và của ở trong cái bối cảnh căng thẳng đang lên cao trong thời gian hiện nay. Tình hình tại Israel ngày càng căng thẳng và nhiều rủi ro. Đại sứ quán Việt Nam tại Israel khuyến cáo công dân đang sinh sống và làm việc tại đây luôn cảnh giác, theo dõi tình hình, giữ liên lạc với đại sứ quán trong trường hợp khẩn cấp và cần sự hỗ trợ, giúp đỡ. Những thông tin mới nhất từ thị trường tài chính quốc tế. Trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục nới rộng đà tăng. Vâng, và trợ lực cho đà tăng này thì chúng ta có thể kể đến những dữ liệu mới nhất về thị trường tiêu dùng và thị trường việc làm đã giúp xoa dịu những lo ngại về suy thoái kinh tế Mỹ, qua đó thì cũng thúc đẩy tâm lý của giới đầu tư. Các chỉ số S&P 500 và Nasdaq thì đều có phiên tăng điểm thứ 6 liên tiếp, trong khi chỉ số Dow Jones cũng ghi nhận kết quả tích cực. 9 trong tổng số 11 nhóm cổ phiếu của S&P 500 thì đều tăng điểm trong phiên đêm qua, dẫn đầu là hàng tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ thông tin. Các dữ liệu vừa được mới công bố cho thấy rằng là doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 7 đã tăng vượt dự báo, trong khi số đơn đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm trong tuần trước. Các thông tin này đã trấn an nhà đầu tư về khả năng nền kinh tế đạt được kịch bản hạ cánh mềm, qua đó thì hỗ trợ cho đà tăng của thị trường chứng khoán. Vâng, như chúng tôi vừa đề cập thì doanh số bán lẻ tại Mỹ đã đạt mức cao hơn và vượt dự báo, cụ thể là đạt gần 710 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh lạm phát còn treo lơ lửng, thị trường việc làm trùng xuống, doanh số bán lẻ đã mang lại những tín hiệu tích cực cho bức tranh chung của nền kinh tế Mỹ. Những ghi nhận xung quanh vấn đề này trên truyền thông cùng với phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ, doanh số bán lẻ tháng 7 tăng 1% so với tháng 6 và tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả quý vụ hè thì doanh số bán lẻ đã tăng 2,4% so với năm ngoái. Số liệu này cho thấy sức sống của nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, hãng CNN bình luận. Doanh số bán hàng tăng vọt ở hầu hết các danh mục, nhất là ô tô. Chi tiêu cho đồ điện tử và tạp hóa cũng tăng mạnh, trong khi giảm tại các cửa hàng bán lẻ chuyên biệt và quần áo. Điều đó cho thấy nền kinh tế Mỹ đang duy trì lộ trình hạ cánh mềm xuống trạng thái bình thường. Chi tiêu tiêu dùng vốn là động lực của kinh tế Mỹ, chiếm tới 2/3 tổng sản phẩm quốc nội. Thế nên những tín hiệu tích cực từ doanh số bán lẻ, nhất là trong bối cảnh các chỉ số về lạm phát, lãi suất và việc làm không khả quan, thì đây là những tín hiệu cho thấy sức bền của nền kinh tế Mỹ. Ghi nhận của New York Times, với doanh số bán lẻ vững chắc này, người ta dự báo lạc quan rằng chi tiêu tiêu dùng đang trên đà tăng trưởng 3,5% trong quý 3. Qua đó đẩy cả nền kinh tế tăng trưởng đạt mức hơn 2% trong quý này. Như thế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã có thể thở phào. Bởi theo chuyên trang tài chính và đầu tư Barron's, doanh số bán lẻ tăng vọt cho thấy người tiêu dùng vẫn sẵn sàng chi tiêu và ngăn chặn được nguy cơ suy thoái kinh tế. Điều mà các nhà hoạch định chính sách tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rất lo ngại. Trước mắt thì những tín hiệu tích cực từ thị trường bán lẻ có lẽ sẽ phần nào làm giảm bớt áp lực đòi hỏi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phải mạnh tay cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới. Là huyết mạch của nền kinh tế số, ngành bán dẫn đang đóng một vai trò chủ chốt. Theo dự báo, trong những năm tới, thị trường bán dẫn toàn cầu sẽ tăng trưởng với mức tăng hai con số để đạt mức 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Cùng với sự phát triển của ngành thì nhu cầu lao động bán dẫn luôn ở mức cao. Theo công ty phân tích dữ liệu McKinsey, từ năm 2018 đến 2022, số lượng tin tuyển dụng về vị trí kỹ thuật bán dẫn đã tăng vọt với tốc độ hơn 75%. Tuy vậy, có một nghịch lý là nhân lực bán dẫn lại đang thiếu hụt trên toàn cầu, ngay cả ở những quốc gia phát triển và các tập đoàn công nghệ lớn. Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp bán dẫn tại Mỹ có khả năng bị kìm hãm bởi một cuộc khủng hoảng nhân lực đang rình rập. Một nghiên cứu mới của McKinsey phát hiện ra rằng có tình trạng thiếu hụt tiềm tàng từ 59.000 đến 146.000 công nhân, kỹ thuật viên và kỹ sư trong ngành bán dẫn trong nước vào năm 2029. Tình trạng thiếu hụt lao động có thể khiến các nhà cung cấp khó theo kịp nhu cầu ngày càng tăng về chip, đặc biệt là khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục bùng nổ. Theo phân tích của McKinsey, Mỹ chỉ có khoảng 1.500 kỹ sư tham gia ngành chip mỗi năm. Đối với các kỹ thuật viên chip, con số đó thậm chí còn thấp hơn khi chỉ có khoảng 1.000 kỹ thuật viên mới gia nhập lực lượng mỗi năm. Trong 5 năm tới, nhu cầu về lực lượng lao động này dự báo sẽ lên tới 75.000 người, trong khi đó lực lượng lao động sản xuất chip của Mỹ đã giảm 43% so với mức đỉnh của năm 2000. Tại Hàn Quốc, quê hương của nhà sản xuất chip Samsung Electronics,
ngành công nghiệp chip đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt kể từ năm 2022 và dự kiến sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động là 56.000 người vào năm 2031. Xu hướng nhân khẩu học cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực ngành bán dẫn. Cả Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc, nơi TSMC và Samsung có hầu hết công nhân làm việc, đang phải đối mặt với tình trạng dân số giảm. Số lượng sinh viên đăng ký học đại học đã giảm hàng năm kể từ năm 2012. Hai nhà sản xuất lớn này chiếm hơn 80% sản lượng chip theo hợp đồng toàn cầu. Tình trạng thiếu hụt công nhân cũng đã đẩy lùi ngành khởi công nhà máy của TSMC ở Arizona. Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Tuấn Trung thường trú Đài truyền Việt Nam tại bang California, nơi được coi là trung tâm công nghệ của Mỹ, để có thêm thông tin về chủ đề này. Thưa anh Tuấn Trung, đâu là nguyên nhân dẫn tới sự thiếu hụt nhân lực trong ngành chip tại ở chính những cái nước mà ngành này đang phát triển rất mạnh ạ? Tại Mỹ thì nguyên nhân sâu xa là do quá trình toàn cầu hóa, cạnh tranh chi phí sản xuất và chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn đã khiến hàng loạt công ty chế tạo chip của Mỹ dịch chuyển chuỗi sản xuất và chia sẻ công nghệ sang châu Á vào những năm 90. Lực lượng lao động ngành này ở Mỹ vì vậy cũng liên tục giảm trong hơn thập kỷ sau đó, đến mức mà cái ngành chế tạo bán dẫn trở nên thui chột trên thị trường lao động. Cho nên Mỹ dù vốn là nôi của sản xuất chip nhưng giờ lại đi sau về năng lực sản xuất trong ngành công nghiệp có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế và an ninh như chất bán dẫn. Trên thế giới thì tình trạng thiếu hụt lao động cho ngành này lan rộng và bộc lộ rõ khi đại dịch COVID-19 làm bùng nổ nhu cầu sản xuất chip cho các thiết bị điện tử thông minh. Vấn đề là đào tạo nhân lực cho ngành này thì không đơn giản và không thể một sớm một chiều. Đòi hỏi lao động phải được đào tạo sâu rộng, phức tạp với trình độ kỹ thuật cao. Trong khi đó, việc thiết lập và vận hành các nhà máy sản xuất chip bán dẫn cũng cần chi phí đầu tư rất lớn. Không phải quốc gia nào cũng có điều kiện để tập trung nguồn lực cho ngành này. Xin mời trường quay. Vâng, vậy Mỹ thì đã có cái biện pháp ứng phó như thế nào trước bài toán thiếu nhân lực trong ngành công nghệ chip ạ? Vâng, vài năm trở lại đây thì chính quyền Tổng thống Biden đã thực thi một số biện pháp để phục hồi năng lực sản xuất chip bán dẫn nội địa. Trong đó thì bước đi đáng kể nhất của họ là ban hành đạo luật Chips and Science Act năm 2022 với khoản đầu tư hơn 52 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và sản xuất chip ở trong nước. Đi kèm với đó là các chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành này, tập trung vào việc là mở rộng các cái chương trình đào tạo tại các trường đại học và cao đẳng cộng đồng. Thêm nữa là các dòng vốn mồi, ưu đãi tài chính để nhằm khuyến khích các công ty sản xuất chip mở rộng hoạt động tại Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng đi sâu hợp tác với các ngành công nghiệp và tổ chức giáo dục để phát triển các chương trình đào tạo chuyên ngành nhằm vào việc chuẩn bị lực lượng lao động cho các yêu cầu cụ thể. Đáng chú ý là việc phát triển ngành sản xuất chất bán dẫn ở trong nước thì nhận được sự đồng thuận lưỡng đảng ở Mỹ. Do đó họ xây dựng được một chiến lược dài hạn để vừa hỗ trợ phát triển bên trong, vừa thiết lập các hàng rào ngăn chặn, kiềm chế các đối thủ cạnh tranh, tìm cách khôi phục vị thế hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực này. Xin mời trường quay. Vâng, xin cảm ơn anh Tuấn Trung. Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, ngành công nghiệp bán dẫn đang có xu hướng đa dạng hóa, chuyển dịch chuỗi liên kết, cung ứng, sản xuất, nghiên cứu sang các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Đây là cơ hội và cũng là thách thức với Việt Nam khi đòi hỏi phải có hạ tầng, thể chế và nhân lực phù hợp để đáp ứng yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư ngành công nghiệp bán dẫn. Do đó, nếu chúng ta chuẩn bị tốt nguồn nhân lực, thì Việt Nam sẽ nhận được sự tin tưởng của các đối tác, xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng bán dẫn. Thụy Điển ngày hôm qua xác nhận một trường hợp nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ ở nước này có liên quan tới đợt bùng phát dịch bệnh này ở châu Phi. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy là dịch bệnh này đã lây lan ra bên ngoài châu Phi sau khi WHO ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu vì căn bệnh này. WHO cũng cảnh báo là có khả năng dẫn tới nhiều ca nhiễm bệnh này hơn ở khu vực châu Âu trong những ngày và tuần tới. WHO cũng cho biết là chủng virus đậu mùa khỉ hiện nay đang gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với các chủng trước đây. Công ty dược phẩm Mỹ Sika Technology cho biết loại thuốc kháng virus Tecovirimat của họ đã giúp những bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ thể nặng tại Congo hồi phục nhanh. Trong cuộc thử nghiệm thuốc có nhãn hiệu là T-Box với bệnh nhân mắc bệnh đậu mùa khỉ nghiêm trọng, kết quả cho thấy là bệnh nhân đã có sự cải thiện đáng kể. Công ty sản xuất cho biết điều quan trọng là thuốc này phải được sử dụng theo các phác đồ ưu tiên dành cho những bệnh nhân yếu nhất. Thử nghiệm T-Box bắt đầu vào năm 2022 trong đợt bùng phát đậu mùa khỉ trước đó. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu vì bệnh đậu mùa khỉ ở châu Phi.
Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ FDA vừa phê duyệt một loại thuốc dạng xịt mũi đầu tiên để có thể điều trị phản ứng dị ứng nghiêm trọng gây ra sốc phản vệ. Và loại thuốc mới này thì có tên gọi là Neffy, được kê đơn cho người lớn và trẻ em có cân nặng trên 30 kg. Thuốc thì được dùng dưới dạng xịt một liều vào một bên mũi và có thể dùng liều thứ hai nếu cần, tương tự như epinephrine dạng tiêm. Sốc phản vệ thì thường xảy ra do phản ứng với thuốc, thực phẩm hoặc là vết đốt của côn trùng. Các tác dụng phụ phổ biến nhất của Neffy bao gồm là kích ứng cổ họng, ngứa mũi, nhức đầu, khó chịu ở mũi. Cứ 5 trẻ em trên toàn cầu thì có một em đang phải trải qua số ngày mà nhiệt độ khắc nghiệt mỗi năm cao gấp đôi so với những thế hệ trước đây. Đây là số liệu do Liên Hợp Quốc mới công bố. Và theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF thì trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2024 thì số ngày cực nóng với nhiệt độ bằng hoặc là vượt 35 độ C đã tăng gấp đôi so với những năm 1960. Khu vực Tây và Trung Phi thì bị ảnh hưởng nhiều nhất với 123 triệu trẻ em, tức là chiếm tới 39% dân số trẻ em trong khu vực phải đối mặt với nhiệt độ ở mức 35 độ C hoặc là cao hơn trong 1/3 thời gian của năm. UNICEF cảnh báo là nhiệt độ quá cao có thể làm trầm trọng thêm tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, tăng nguy cơ mắc các bệnh như là sốt rét và sốt xuất huyết lây lan ở vùng khí hậu ấm áp, thậm chí là ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển thần kinh cũng như là sức khỏe tâm thần. Còn tính riêng tại Hàn Quốc thì đã có tổng cộng 21 người tử vong do các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao trong năm nay. Con số này thì được đưa ra trong bối cảnh một trong những đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất vẫn đang quét qua Hàn Quốc. Theo Bộ Nội vụ Hàn Quốc thì hiện có hơn 2.400 người mắc các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao, nhiều hơn 200 ca so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó chỉ tính riêng ngày thứ hai vừa qua thì đã có hơn 100 ca. Tại Hàn Quốc thì từ thứ ba tuần này mùa mưa đã nhường chỗ cho nắng nóng hầm hập. Nhiệt độ ban ngày 35 độ C kèm theo độ ẩm trong không khí hơn 75%. Và ngay cả đêm thì nhiệt độ cũng không xuống dưới 25 độ C. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc dự báo là đợt nắng nóng khắc nghiệt này có thể kéo dài đến hết tuần này. Bộ Nông nghiệp Israel sẽ cấp tổng cộng là 52 triệu sket, tương đương khoảng hơn 13 triệu đô la Mỹ trong năm nay để hỗ trợ nông dân nước này sử dụng nguồn nước thải tưới tiêu cho cây trồng. Khoản hỗ trợ này sẽ dành cho các trang trại đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước bằng nguồn nước thải tái chế, như là chi phí đường ống, phụ kiện, lắp đặt và thiết bị điều tiết. Chương trình hỗ trợ nói trên là một trụ cột của chính sách trong tăng cường sản lượng và giảm giá thành của nông nghiệp. Mỗi năm thì ngành nông nghiệp của Israel sử dụng khoảng 570 triệu mét khối nước và con số này đang tăng lên hàng năm. Điều này đòi hỏi phải liên tục tăng khối lượng nước thải đã qua xử lý để có thể phục vụ công tác tưới tiêu. Nhiệt độ toàn cầu tăng lên đang tạo điều kiện cho các loại cây trồng nhiệt đới cũng có thể phát triển tại các vùng khí hậu ôn đới. Và chuối và đu đủ sẽ là một ví dụ như vậy được trồng tại Hàn Quốc. Chứng kiến các cây chuối trồng lâu năm đơm hoa kết trái, ông Ma Myung Sun, một nông dân Hàn Quốc, đã chia sẻ những cảm xúc của mình. Lúc đầu tôi tò mò không biết liệu cây có thật sự ra quả hay không. Vì vậy thật bất ngờ khi thấy những quả chuối ở trên cây, sau khi chúng tôi đã trồng chúng suốt 10 năm qua. Tuy nhiên đây cũng là minh chứng cho thấy cuộc khủng hoảng khí hậu đã trở nên rất nghiêm trọng. Chuối thường mọc ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới, còn Hàn Quốc nằm trong vùng ôn đới với 4 mùa rõ rệt. Tuy nhiên theo một báo cáo của Cục Khí tượng Hàn Quốc, thì kể từ năm 2012, nhiệt độ trung bình hàng năm của quốc gia này đã cho thấy xu hướng ấm lên liên tục. Báo cáo lưu ý rằng nhiệt độ trung bình năm ngoái là 13,7 độ C, mức nhiệt cao nhất kể từ năm 1973. Mùa mưa năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận lượng mưa lên tới 660 mm, gần gấp đôi so với mức trung bình hàng năm. Chuối thường được trồng ở các vùng cận nhiệt đới. Ở những vùng đó, thời tiết rất nóng, ẩm vào mùa hè và nhiệt độ vẫn cao vào mùa đông. Do đó, cây chuối có thể vượt qua mùa đông và ra quả vào mùa hè năm sau. Việc chuối trồng được tại Seoul có nghĩa là điều kiện khí hậu của Hàn Quốc đang trở nên tương tự với các vùng cận nhiệt đới. Vốn là xứ ôn đới, nên Hàn Quốc thường phải nhập khẩu các loại hoa quả nhiệt đới. Chính vì vậy, việc một số loại quả nhiệt đới được trồng thành công ở xứ sở kim chi đã khiến nhiều người tiêu dùng không khỏi vui mừng. Các con tôi rất thích ăn chuối. Vì vậy thật tuyệt nếu chúng ta thu hoạch được chuối ở đây, điều này sẽ khiến giá chuối giảm tại các siêu thị.
Khí hậu nóng và ẩm hơn đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nông dân chuyển sang canh tác các loại cây ăn trái ở vùng nhiệt đới như chuối, đu đủ. Theo Cơ quan Phát triển Nông thôn Hàn Quốc, tính đến cuối năm ngoái, nước này có 3.300 hectare trồng các loại cây nhiệt đới và cận nhiệt đới, tăng gấp 11 lần so với năm 2021. Triều Tiên sẽ nối lại hoạt động du lịch quốc tế đến thành phố Samicheon ở đông bắc nước này vào tháng 12 tới và có thể là phần còn lại của đất nước. Động thái này là dấu hiệu cho thấy quốc gia này đang chuẩn bị mở lại biên giới cho nhiều nhóm khách du lịch nước ngoài sau nhiều năm kiểm soát biên giới nghiêm ngặt vì COVID-19. Hiện tại thì Triều Tiên đã không mở cửa cho khách quốc tế kể từ năm 2020. Samicheon nằm gần núi Patu, ngọn núi linh thiêng mà gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố là cội nguồn, và ông cũng đã thực hiện nhiều chuyến thăm đến khu vực này kể từ năm 2018. Tuần tới, bầu trời đêm sẽ trở nên rực rỡ hơn với sự xuất hiện của siêu trăng đầu tiên trong năm nay. Đây là cơ hội tuyệt vời để mọi người cùng chiêm ngưỡng những góc nhìn rực rỡ về người bạn đồng hành thường xuyên của trái đất. Theo đó, vào thứ hai tới, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, chúng ta sẽ được chứng kiến một hiện tượng thiên văn đặc biệt, siêu trăng. Siêu trăng xuất hiện khi trăng tròn và ở gần trái đất nhất trong quỹ đạo của nó, khiến nó trông lớn hơn và sáng hơn khoảng 7% và 15% so với trăng tròn thông thường. Năm nay sẽ có 4 lần xuất hiện siêu trăng. Lần đầu tiên vào thứ hai tới, mặt trăng sẽ cách trái đất khoảng 361.970 km. Các lần xuất hiện siêu trăng tiếp theo sẽ diễn ra lần lượt trong 3 tháng tới. Để ngắm nhìn siêu trăng, bạn không cần thiết bị đặc biệt nào, chỉ cần tìm một nơi thoáng đãng để có thể quan sát rõ ràng. Khi đợt nắng nóng quét qua vùng Ban Căng, người dân và du khách tại thành phố Zadar của Croatia đã tìm thấy sự thư giãn bên bờ biển, nơi âm nhạc từ đại dương vang lên. Dưới những bậc thang đá cẩm thạch trắng dẫn ra biển, một công trình nghệ thuật độc đáo mang tên Đàn ống biển đã làm mê hoặc người dân và du khách. Công trình này do kiến trúc sư nổi tiếng Nikola Bezic thiết kế, sử dụng sức mạnh của sóng biển để tạo ra những giai điệu êm dịu, thay đổi không ngừng, mang lại cảm giác thư giãn và du dương. Đàn ống biển không chỉ là điểm nhấn về nghệ thuật mà còn là nơi mọi người có thể tìm thấy sự yên bình giữa cái nóng oi ả. Khu vực này đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tránh nóng và tận hưởng âm nhạc tự nhiên từ biển cả. Na Uy nổi tiếng thế giới với những khe vịnh hẹp, nhưng đó có thể là cái bẫy chết người. Hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó, một sườn núi đổ ụp xuống biển bên dưới, gây ra một trận sóng thần tàn khốc. Những hệ thống cảnh báo đã được đưa vào sử dụng để đối phó với tình huống nguy hiểm này. Người dân Na Uy đang được trang bị đầy đủ kỹ năng để ứng phó và sống chung với thiên tai. Núi Akeneset ở phía tây Na Uy, phủ đầy rêu xanh và bụi cây, đã từ từ vỡ vụn trong nhiều thập kỷ. Sườn phía đông của nó mất tới 10cm mỗi năm và dần dần trượt xuống vịnh hẹp bên dưới. Nhà địa chất La Brica đã theo dõi những chuyển động này suốt 20 năm qua. Toàn bộ sườn núi bị lỏng lẻo và đang di chuyển. Nó có thể tạo ra một vụ sạt lở khá lớn, gây sóng thần cao hàng chục mét, đe dọa rất nhiều thị trấn, làng mạc gần vịnh hẹp. Cảnh báo đáng sợ này có thể xảy ra trong 2-3 năm tới hoặc lâu hơn trong 50 năm nữa. Hiện chưa có gì là chắc chắn. Nằm ở phía cuối bên trong của vịnh hẹp, làng Helles và Reganger có nguy cơ cao nhất. Các điểm du lịch nổi tiếng này có thể bị nhấn chìm bởi sóng thần. Chúng ta đang ở độ cao khoảng 30-40 mét so với mực nước biển. Chắc chắn rằng nếu sóng cao tới 90 mét, chúng ta sẽ chìm dưới nước. Do nguy hiểm rình rập, Akeneset là một trong những ngọn núi được theo dõi chặt chẽ nhất trên thế giới. Một loạt các thiết bị GPS và địa hình trên bề mặt và các cảm biến sâu bên trong ruột núi đo mọi chuyển động của nó để phát ra báo động nếu cần thiết. Theo các nhà địa chất, chắc chắn thiết bị này sẽ đưa ra cảnh báo khi sườn núi bị sạt lở xuống vịnh. Vụ sạt lở đầu tiên có thể sẽ cảnh báo đủ sớm để sơ tán người dân khỏi khu vực. Việc sơ tán hàng nghìn người khỏi một khu vực nhỏ vì nguy cơ lở đất là một kịch bản ác mộng đối với một thị trường. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. Tất cả các kế hoạch khẩn cấp đã được thiết lập. Mỗi cơ quan đều biết phải làm gì khi đến lúc. Và người dân thường xuyên được cập nhật về các diễn biến qua tin nhắn, Internet, Facebook, TikTok. Trong khi đó, trên đỉnh Akeneset, các chuyên gia đang cân nhắc những cách để làm chậm lại quá trình sụp đổ của ngọn núi. Chỉ hoãn 100 năm nữa, 200 năm nữa hay cả nghìn năm nữa.
kiệt sức vì chi phí sinh hoạt tăng cao và dòng thác quảng cáo không ngừng, một số thanh thiếu niên Mỹ trên mạng xã hội đang phản kháng lại. Một xu hướng mới đang lan rộng theo hướng thúc đẩy việc tái sử dụng, lối sống tiết kiệm hơn và ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Xu hướng này tập trung vào lối sống bền vững và sử dụng những gì đang có. Từ lâu, mạng xã hội chỉ dành chỗ cho những ngôi nhà hoàn hảo như tranh vẽ, tủ quần áo xa hoa và vô số sản phẩm làm đẹp. Nhiều người trẻ tuổi đã phát triển hành vi bắt buộc phải chi tiêu đến đồng tiền cuối cùng cho một món đồ thời trang. Đây là một chứng nghiện gắn liền với áp lực phải diễn đạt chúng ta là ai thông qua tài sản. Nhưng một xu hướng mới đang lan rộng theo hướng ngược lại, thúc đẩy việc tái sử dụng, lối sống tiết kiệm hơn và ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Không phải là không bao giờ có thể mua bất cứ thứ gì nữa, mà là việc định vị lại những gì có giá trị với mình. Vì vậy, tôi khuyến khích mọi người kiểm tra tủ quần áo của mình, luôn có một đống đồ cần sửa chữa, điều chỉnh đấy. Điều đó giống như mua sắm trong chính tủ quần áo của mình vậy. Thay vì mua thứ gì đó mới, hãy tái đầu tư vào bản thân và tái đầu tư vào một món đồ đã có. Hơn một nửa số người trưởng thành thuộc thế hệ Z, tức là từ 18 đến 27 tuổi, được thăm dò trong cuộc khảo sát năm nay của ngân hàng Bank of America cho biết, chi phí sinh hoạt cao là rào cản hàng đầu đối với thành công về mặt tài chính của họ. Đồng thời nói thêm rằng, nhiều người không kiếm đủ tiền để sống cuộc sống mà họ mong muốn. Vì vậy, xu hướng tiêu dùng dưới mức trên mạng xã hội là một cách để thế hệ Z tận dụng tối đa số tiền của mình, đồng thời thân thiện với môi trường. Cốt lõi tiêu dùng dưới mức là phản ứng tự nhiên mà các thế hệ đang phải đối mặt với giai đoạn bất ổn và không chắc chắn về kinh tế, cũng như bất ổn và không chắc chắn về địa chính trị, nên đôi khi việc mua sắm không còn hấp dẫn nữa. Trong khi các thế hệ trẻ muốn đưa ra những lựa chọn bền vững, thì việc thiếu tự chủ về tài chính mới thúc đẩy các quyết định tiết kiệm tiền của họ. Lạm phát kéo dài đã buộc nhiều người phải đi đến kết luận rằng họ không thể theo kịp thói quen chi tiêu của những người hay khoe trên mạng xã hội. Thưa quý vị, tụ tập tại quán rượu để hẹn hò, nhưng hầu hết những người đến đều muốn sống một mình. Giá thuê nhà quá cao đến mức họ phải đăng ký và trả tiền tham gia sự kiện hẹn hò này để tìm kiếm bạn thuê chung nhà. Hiện tượng mới đang xảy ra ở thủ đô của nước Anh. Khoảng 70 người tụ tập tại một quán rượu ở thành phố London với một mục đích tìm đối tác lý tưởng để thuê nhà cùng. Gần như không thể ở một mình ở thành phố có tiền thuê nhà quá cao như London. Vì vậy họ phải đẩy nhanh quá trình tìm kiếm người thuê nhà cùng, chứ không thể để mất nhiều tháng tìm kiếm theo cách truyền thống. Tôi nghĩ chắc chắn là bất thường, độc đáo chỉ có ở London, khi những người ba mấy, bốn mấy tuổi còn sống chung nhà với nhau, chỉ vì sở hữu một căn hộ một phòng ngủ, hoặc thậm chí chỉ thuê một căn hộ một phòng ngủ ở London khá tốn kém. Đối với một số người, toàn bộ tiền lương của họ sẽ chỉ đủ để trả tiền thuê một căn hộ như thế. Không lãng phí thời gian, những người tham dự sự kiện hỏi nhau về các khu vực muốn ở, nghề nghiệp, hoàn cảnh cá nhân và sở thích. Họ cố gắng tìm hiểu càng nhiều người càng tốt trong 2 giờ đồng hồ. Đa số đeo vòng màu xanh để thể hiện mình đang tìm bạn cùng thuê nhà trước rồi mới tìm nơi ở. Ít người đeo vòng màu tím dành cho những người đã có nơi ở và đang tìm người thuê cùng. Trung bình cư dân London phải chi từ 35 đến 40% thu nhập cho tiền thuê nhà. Có thể lấy một ví dụ là ngay cả khi có thể chi tới 1.500 bảng, tức là khoảng 48 triệu đồng tiền Việt mỗi tháng, thì nhiều người vẫn không đủ khả năng thuê một căn hộ ở London để sống một mình. Đối với tiền thuê nhà, tôi lập ngân sách tối đa là 1.200 bảng và các chi tiêu khác là 300. Đấy là tôi còn may mắn khi có được một công việc được trả lương cao. Cho phép tôi chi được như vậy, nhiều người không đủ khả năng để chi trả như thế đâu. Ở London, nguồn cung không theo kịp nhu cầu tăng liên tục. Một phần lớn là do có quy định nghiêm ngặt đối với việc xây các tòa nhà mới, vì vậy không có những tòa nhà chọc trời cao ngất ngưởng hoặc những tòa nhà rất cao để nhiều người sống được. Chính phủ mới của Anh đã cam kết sẽ cố gắng xoa dịu cuộc khủng hoảng bằng cách nới lỏng các hạn chế về quy hoạch để xây dựng thêm nhiều nhà ở. Tuy nhiên, tình trạng thiếu các địa điểm phù hợp để xây nhà cũng như khả năng sẽ có những phản đối đối với các kế hoạch phát triển xây dựng, có nghĩa là phải mất nhiều năm London mới có thêm nhà ở. Lợi dụng tình hình này, một số người sở hữu nhà đang cải tạo phòng khách thành phòng ngủ hoặc chia một phòng thành hai phòng để cho thuê được nhiều hơn. Những gì được quảng cáo là phòng ở có thể chỉ được chấp nhận làm kho chứa đồ ở các nước châu Âu khác vì không có cửa sổ, chỉ có thể kê được mỗi giường mà lại có giá thuê cắt cổ. Nhưng đối với nhiều người trẻ, việc sống ở London, nơi có thị trường việc làm và đời sống văn hóa phát triển mạnh mẽ vẫn đáng giá, bất chấp những khó khăn.